Chào các bạn, đây là sản phẩm mi bên cục sạc mi bên hai ớt, mình vừa mua ở Savonet Shopon. Đây đây là gốc 10.000 mAh. Đây nó có một cổng sạc micro USB và hai cổng sạc và nắp nguồn, nút kiểm tra dung lượng. Nếu mua về nó chỉ có hai nắp nha. Đây là cáp sạc đi theo. USB sạc hướng dẫn. Nói nhìn chung thì cái cục sạc này 2018 nhìn rất là đẹp, thiết kế nhôm hơi nhám, nhìn khá đẹp. Giá hiện tại của nó là 399, mà mình mua giảm 40.000 thì mình còn 336.